Xin chào các bạn và chào mừng các bạn trở lại với lại kênh học lập trình cùng Phát thông qua series Machine Learning cơ bản. Ở trong hai video đầu tiên của series thì chúng ta đã tìm hiểu về linear regression và logistic regression. Đây là hai thuật toán rất được thường dùng trong nhóm supervised learning, có nghĩa là học có giám sát. Vậy thì trong video thứ ba này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một thuật toán cũng khá là thường dùng khác trong Machine Learning có tên là K-Means Clustering. Khác với lại hai thuật toán đầu tiên thì thuật toán này nằm trong nhóm unsupervised learning, có nghĩa là học không có giám sát. Vậy thì sự khác biệt giữa supervised learning và unsupervised learning là gì? Và tại sao K-Means Clustering lại được nằm trong nhóm học không có giám sát? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video này nha. Vậy, supervised learning và unsupervised learning khác nhau ở điểm nào? Đặc trưng của supervised learning hay là học có giám sát chính là dữ liệu của chúng ta đã được gắn nhãn sẵn. Một ví dụ cụ thể là trong bài toán dự đoán cân nặng dựa trên chiều cao của một người với lại thuật toán linear regression. Trong bài toán này, nhãn hay còn gọi là label chính là chiều cao của một người. Chúng ta được cung cấp một bộ dữ liệu mẫu chứa sẵn các nhãn hoặc là chiều cao của tất cả mọi người. Và nhiệm vụ chính là xây dựng một mô hình để dự đoán các nhãn này dựa trên bộ dữ liệu có sẵn trên. Trong một ví dụ khác, chúng ta được cung cấp nội dung của nhiều email, cùng với lại thông tin rằng email đó có phải là spam hay không. Ở đây, nhóm spam hoặc không spam chính là các nhãn mà bộ dữ liệu cung cấp cho chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng một mô hình phân loại để dự đoán chính xác các nhãn này. Ngược lại với lại supervised learning, unsupervised learning hay còn gọi là học không có giám sát, làm việc với dữ liệu không có nhãn. Trong phương pháp này, thuật toán sẽ tự động tìm ra cấu trúc hoặc là các hình mẫu ẩn trong dữ liệu mà không cần có sự hướng dẫn của con người. Một ví dụ điển hình của unsupervised learning chính là K-Means Clustering, thuật toán mà chúng ta sẽ tập trung trong video hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích một ví dụ đơn giản nhé. Bạn đang làm việc cho một trang thương mại điện tử và đang sở hữu dữ liệu của một vài khách hàng, trong đó chứa tuổi của họ và số tiền họ đã chi tiêu trên sàn thương mại điện tử của bạn. Lấy trục X là trục độ tuổi và trục Y là trục mức độ chi tiêu của mỗi khách hàng. Bạn vẽ ra một biểu đồ như sau. Nên nhớ, bạn chỉ đang có trong tay hai dữ kiện đó là độ tuổi và mức độ chi tiêu của mỗi người, và bạn không biết họ đang thuộc nhóm khách hàng nào. Với thuật toán K-Means Clustering, bạn có thể tự động phân chia khách hàng thành các nhóm khác nhau dựa trên dữ kiện đã có, mà không cần phải biết trước cái nhóm này là gì hay có ý nghĩa gì. Sau khi đã áp dụng K-Means, bạn thấy rằng khách hàng có thể được chia ra làm 4 nhóm dựa trên dữ kiện của họ. Phân tích độ tuổi và mức độ chi tiêu của mỗi nhóm, bạn nhận thấy rằng mỗi nhóm sẽ có các hành vi khác nhau sau đây. Nhóm 1, người trẻ có chi tiêu thấp, họ có độ tuổi từ 18 đến 25 và thường xuyên mua đồ trên sàn. Nhóm 2, người trẻ có chi tiêu cao, họ có độ tuổi từ 18 đến 25 và thường xuyên mua đồ trên sàn. Với nhóm 3 và 4 cũng tương tự, nhưng mà họ sẽ có độ tuổi trung bình lớn hơn. Với thông tin này, bạn có thể đề ra các chiến lược marketing cho từng nhóm khách hàng khác nhau chẳng hạn. Đây chính là ứng dụng của K-Means Clustering. Thuật toán này sẽ tự động phân chia dữ liệu thành các nhóm khác nhau, mà không cần phải biết ý nghĩa mỗi nhóm là gì. Nhiệm vụ của bạn là tiếp tục phân tích các nhóm này để hiểu rõ ý nghĩa đặc trưng của mỗi nhóm. Vậy, K-Means Clustering hoạt động ra sao? Bước 1, thuật toán này sẽ khởi tạo những centroid một cách tự động. Mỗi centroid là điểm chính giữa của mỗi nhóm dữ liệu. Ở đây, bạn phải chọn cho mình số lượng centroid, tức là số k hợp lý cho bài toán của mình. Bước 2, gán các điểm. Với mỗi điểm, chúng ta tính toán được khoảng cách từ điểm đó tới tất cả các centroid. Khoảng cách này thường được tính toán theo công thức Euclid như sau. Sau đó, chúng ta sẽ gán điểm đó cho centroid gần nó nhất. Bước 3. Cập nhật các centroid. Sau khi đã gán tất cả các điểm dữ liệu cho các centroid, chúng ta sẽ tính toán loại vị trí của các centroid dựa trên các điểm đã gán. Vị trí của centroid sẽ được tính bằng trung bình cộng của các điểm đã được gán cho centroid đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ lặp lại bước 2 và 3 nhiều lần. Cho đến khi vị trí các centroid không thay đổi nhiều nữa. Đến đây, mỗi centroid sẽ đại diện cho từng nhóm dữ liệu và tất cả các nhóm dữ liệu đã được phân chia thành các nhóm khác nhau. Vậy thì tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau code thử một bài toán K-Means Clustering đơn giản bằng Python nha. Và cho bài toán này chúng ta sẽ sử dụng các thư viện thường dùng như là NumPy để hoạt động với lại các vector và ma trận, Matplotlib để chúng ta có thể vẽ các điểm dữ liệu này ra, và cuối cùng chính là sử dụng thư viện scikit-learn để chúng ta có thể tạo ra được các nhóm dữ kiện khác nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức đó là make_blobs của scikit-learn để chúng ta có thể tạo ra 4 nhóm dữ liệu khác nhau. Và chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức đó là scatter của thư viện Matplotlib để vẽ ra 4 nhóm dữ liệu này. Và như các bạn có thể thấy, đây là 4 nhóm dữ liệu khác nhau đã được vẽ bằng thư viện Matplotlib. Chúng ta có thể thấy rằng bằng mắt thường, dữ liệu này có thể dễ dàng được phân chia thành 4 nhóm dữ liệu khác nhau. Như các bạn có thể thấy ở đây, đó là 1, 2, 3 và 4. Ở bước đầu tiên của K-Means Clustering, chúng ta sẽ khởi tạo 4 cái centroid một cách ngẫu nhiên. Và mình đã chọn những centroid này một cách ngẫu nhiên như sau. Và chúng ta có thể vẽ vị trí của các centroid này cùng với lại các điểm dữ liệu của chúng ta như sau. Ở đây thì mình đã tạo ra 4 centroid có 4 màu khác nhau, cùng với lại các điểm dữ liệu đã cho. Tiếp theo, K-Means Clustering có 2 bước quan trọng. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ tính toán khoảng cách của mỗi điểm dữ liệu tới centroid và gán cho điểm dữ liệu đó bằng centroid gần nó nhất. Đây là bước 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ tính toán lại vị trí của các centroid bằng trung bình cộng của tất cả các điểm đã gán. Đây là bước 2. Và sau khi đã chạy 2 bước này khoảng 200 lần, chúng ta sẽ thấy được là vị trí của các centroid sẽ không thay đổi nhiều nữa. Chúng ta cùng nhau chạy nha. Sau khi đã kiếm được vị trí của các centroid này rồi, chúng ta sẽ vẽ các vị trí centroid này ra nha. Chúng ta sẽ sử dụng phương thức scatter để vẽ vị trí của các centroid này ra, cùng với lại là chúng ta cũng sẽ vẽ vị trí của các điểm dữ liệu này ra. Và như các bạn có thể thấy thì các centroid này tương ứng với lại 4 nhóm dữ liệu khác nhau đã được tính toán bằng trung bình cộng của các điểm dữ liệu đã được gán cho nó. Và chúng ta có thể thấy rõ được rằng những dữ liệu này có thể được chia ra làm 4 nhóm khác nhau tương ứng với vị trí của các centroid này. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là tiếp tục phân tích các nhóm dữ liệu này để xem đặc điểm của mỗi nhóm là gì. Chúc mừng các bạn, đến đây thì các bạn đã nắm được một cách cơ bản về thuật toán K-Means Clustering và nó hoạt động ra sao. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, hãy để lại comment dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên like và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.